chào các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Ngày hôm qua thì chúng tôi đã có mặt tại trạm dừng nghỉ của tuyến xe buýt điện đầu tiên của Việt Nam, nằm trong khuôn viên của khu đô thị Vinhome Ocean Park. Theo như thông tin đến từ phía VinFast thì đây chỉ mới là tuyến xe buýt chạy thử với quy mô gói gọn phục vụ các cư dân trong khu đô thị. Sắp tới thì tuyến xe buýt này có thể sẽ mở rộng thử nghiệm ở tại các tỉnh và thành phố lớn như Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc và trong đó có cả thủ đô Hà Nội. Hiện nay thì VinBus đang gấp rút làm việc với các cơ quan chức năng có trách nhiệm để sớm đưa xe buýt điện hòa vào hệ thống giao thông công cộng phục vụ người dân. Vậy ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi phân tích xem xe buýt điện có ý nghĩa gì với hệ thống giao thông công cộng của Việt Nam và có những ảnh hưởng gì sâu sắc tới môi trường của chúng ta. Để đến với bài phân tích thì các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video clip mới nhất của chúng tôi nha. Xin chân thành cảm ơn. Phía VinBus có chia sẻ với chúng tôi rằng đây sẽ là mô hình phi lợi nhuận. Chính vì thế 100% lợi nhuận thu được từ việc bán vé và các hoạt động liên quan sẽ được công ty tái đầu tư nhằm phát triển hệ thống, mở rộng địa bàn và cải thiện chất lượng dịch vụ, nhằm góp phần xây dựng hệ thống giao thông công cộng văn minh, hiện đại, giảm ô nhiễm không khí và tiếng ồn cho các đô thị lớn của Việt Nam. Chính vì vậy, cá nhân tôi cho rằng có thể giá vé mỗi lượt sẽ chỉ ngang bằng so với xe buýt truyền thống hiện nay đang vận hành ở các thành phố lớn. Vì được sử dụng pin năng lượng, bởi lẽ vậy nên xe buýt điện được cho là rất thân thiện với môi trường. Chính vì thế mà toàn bộ phía bên ngoài ngoại thất xe đều được sử dụng một tông màu xanh lá cây làm chủ đạo. Điều này không chỉ giúp cho những hành khách và các phương tiện xung quanh dễ dàng nhận biết, mà nó còn là biểu tượng của xe sử dụng năng lượng xanh, thân thiện với môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, chiếc xe buýt điện này có thiết kế mang rất nhiều sự hiện đại với những đường LED chạy dài ở phía đầu và thân xe, vừa khiến cho khách tham quan và sử dụng có được những thiện cảm về xe buýt, vừa giúp cho tất cả các phương tiện và người di chuyển ở trên đường tăng sự nhận biết và an toàn hơn. Chiếc xe này được thiết kế với phần gầm được hạ thấp trọng tâm rất thấp, có khả năng nghiêng một chút về phía cửa lên và xuống. Sự tiện dụng này giúp cho các hành khách có thể dễ dàng lên xuống, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ và các chị em phụ nữ. Ngoài ra ở cửa phía đằng sau thì mẫu xe này còn có một tấm cầu dẫn lên xuống để phục vụ cho người khuyết tật. Tôi cho rằng tất cả những chi tiết nêu trên đều mang rất nhiều những tính nhân văn mà chắc chắn xe buýt truyền thống hiện tại không hề có. Bên trong nội thất xe có thiết kế rất rộng rãi, với toàn bộ phần ghế ngồi đều được sử dụng bằng nệm da, ngồi cảm giác rất là êm ái và thoải mái. Ở hai bên đầu gối, người ngồi sẽ đều được trang bị những cổng sạc 12V dành cho điện thoại smartphone thông minh. Phía bên trên đầu là một màn hình trung tâm kích cỡ lớn, mục đích để hiển thị những thông tin tuyến đường, bản đồ, quảng cáo và giải trí. Theo như tôi quan sát thì chiếc xe buýt điện này được sử dụng những ô cửa kính rất lớn. Điều này giúp cho những hành khách bên trong xe có được cảm giác rất thông thoáng. Bên cạnh đó, trong trường hợp xe xảy ra tai nạn, các hành khách còn có thể thoát hiểm một cách nhanh chóng và an toàn hơn. Tất cả các chi tiết bên trong khoang cabin xe, từ các mảng nhựa ốp bên trên thành xe, vị trí tay nắm cửa hay ghế ngồi đều được lắp ráp một cách rất chắc chắn và không có cảm giác ọp ẹp so với những mẫu xe khách lắp ráp ở tại Việt Nam. Ngoài những nút bấm stop báo hiệu hành khách trên xe muốn xuống bến được bố trí ở phạm vi xung quanh bên trong khoang cabin xe, bên cạnh đó thì những nút bấm này còn được đặt ở vị trí rất thấp. Suy ra điều này sẽ giúp cho những người khuyết tật và trẻ nhỏ có thể thao tác một cách rất dễ dàng. Theo như tôi quan sát thì ở phía bên trên cửa kính còn có cả logo của bộ phát tín hiệu Wi-Fi. Như vậy chúng ta có thể kết luận là xe đã được trang bị Internet miễn phí. Ở phía bên trên cabin lái, tôi cảm thấy ấn tượng nhất là phần camera AI giám sát hành vi lái xe. Hệ thống giám sát này lập tức sẽ cảnh báo trường hợp tài xế mất tập trung, buồn ngủ, mệt mỏi. Bên cạnh đó thì thiết bị giám sát hành trình, giám sát an ninh trong xe, phần mềm quản lý thông tin đội xe, thái độ phục vụ, tốc độ và lịch trình di chuyển cũng được kiểm soát tối đa. Toàn bộ được gửi tín hiệu về trạm điều hành nhằm xử lý nhanh chóng và đảm bảo chất lượng dịch vụ ở mức tốt nhất. Theo như chia sẻ từ phía chuyên gia kỹ thuật của VinFast, chiếc xe buýt điện thông minh này được trang bị camera lùi, camera hông hai bên và cảm biến lùi xe. Với những tiện ích trên thì tôi cho rằng sẽ giúp cho tài xế có thể di chuyển ra vào bến một cách an toàn nhất và đặc biệt không gây nguy hiểm cho những người đi bộ và các phương tiện xung quanh xe. VinBus sở hữu khối pin có dung lượng là 281 kW, có khả năng di chuyển tối đa từ 220 tới 260 km. Xe có thể nhanh chóng sạc đầy chỉ sau 2 giờ ở tại hệ thống trạm sạc 150 kW của VinBus với công nghệ sạc hàng đầu thế giới do StarCharge cung cấp.
Bên cạnh đó, xe còn được sử dụng hoàn toàn bằng hộp số tự động. Điều này cũng là một trong những sự khác biệt hoàn toàn so với xe buýt truyền thống. Với việc sử dụng hộp số tự động sẽ giúp cho tài xế nhàn nhã hơn trong điều kiện vận hành đông đúc trong đô thị, làm giảm căng thẳng và mệt mỏi, vận hành mượt mà và êm ái, giúp cho những hành khách cảm thấy dễ chịu, hạn chế tình trạng say xe. Tất cả các xe VinBus sẽ được quản lý vận hành thông minh thông qua việc theo dõi tập trung, sạc, kiểm tra an toàn, bảo dưỡng, sửa chữa, vệ sinh tự động tại các trạm depot được bố trí khoa học theo các tuyến điểm của VinBus. Tiêu chuẩn xây dựng các trạm depot là trên khuôn viên rộng hơn 1 hecta với phần mái được trang bị các tấm pin năng lượng mặt trời đảm bảo cung cấp năng lượng cho hoạt động của depot, góp phần giảm tải áp lực nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia và bảo vệ môi trường. Cảm nhận của tôi khi ngồi ở trên chiếc xe buýt điện đầu tiên của Việt Nam đó là một cái trạng thái vận hành rất êm ái và mượt mà, không ồn nào và mùi xăng dầu sộc lên bên trên khoang cabin xe giống như các xe buýt truyền thống. Ngoài ra, không gian ngồi được thiết kế rất rộng rãi, duỗi chân lên phía đằng trước cũng vô cùng thoải mái. Ở trong tư thế đứng thì xe vẫn đem lại cảm giác rất ổn định và êm ái, không hề có cảm giác trong trành và lắc ngang quá nhiều như các xe buýt truyền thống. Điều này theo như tôi phân tích là vì xe được hạ thấp trọng tâm gần bề mặt đường, qua đó thì chiếc xe này còn được sử dụng 4 bánh, hoàn toàn bằng hệ thống treo khí nén. Việc này không chỉ giúp cho các hành khách trên xe lúc nào cũng có cảm giác rất êm ái, mà còn khiến cho xe cân bằng và ổn định tốt hơn rất nhiều so với xe sử dụng hệ thống treo nhíp lá thông thường. Ở trong một tình huống phanh khẩn cấp thì xe buýt điện của VinFast cũng thể hiện một cái sự nhanh nhẹn và cảm giác rất chính xác, không hề có những tiếng ồn quá lớn phát ra từ phía hốc bánh. Lý do là VinBus được sử dụng bằng hệ thống phanh điện tử. Hệ thống phanh này được cho là cao cấp và an toàn hơn rất nhiều so với hệ thống phanh trợ lực dầu hoặc phanh hơi truyền thống. Và nếu như chúng ta đã quá quen với cảnh tượng xe buýt thải khói bụi đen xì ở trên các đường phố, lạng lách, phóng nhanh, vượt ẩu, chưa kể tới việc xe buýt được trang bị nghèo nàn, thiếu tính phù hợp với thực tế và nhân văn, bẩn thỉu và hôi thối, thì trong tương lai xe buýt điện của VinFast có thể sẽ thay đổi hoàn toàn những khái niệm xấu xí đó, giúp cho bộ mặt giao thông công cộng của các thành phố lớn giống như được thay máu. Suy ra thì người dân sẽ ủng hộ phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn, hạn chế việc sử dụng phương tiện cá nhân, làm giảm ô nhiễm môi trường từ khói bụi, ô nhiễm tiếng ồn, tai nạn và ách tắc giao thông. Còn lại quan điểm của các bạn thì sao? Hãy vui lòng để lại bình luận ở phía bên dưới nha. Xin được cảm ơn đã tham gia theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.